night and watch hentai all the time with senpai. My soul is fermented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anihaber. Mình là Captain Tatsu. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhổ neo để khám phá một nhân vật cực kỳ bí ẩn trong Conan. Đó chính là Wakasa Zumi, phó chủ nhiệm lớp 1B trường đại học Thetan. Và bí ẩn đằng sau cái chết của Haneda Koji nhé. Đây chỉ là phân tích và giả thuyết, đã tham khảo một số nguồn trên mạng, nên anh em có góp ý gì thì để dưới phần comment nhé. Now, let's go! Giới thiệu một chút về Wakasa Zumi. Cô xuất hiện lần đầu vào chap 996 theo manga và F889 theo anime. Zumi là phó giáo viên chủ nhiệm mới cho lớp 1B và mang theo rất nhiều bí ẩn đằng sau vẻ hiền từ và hậu đậu của mình. Cô từng là một trong những người bị nghi ngờ là Zoom, nhưng giờ Zoom đã lộ diện là ông già bán sushi nên điều đó hoàn toàn bị bác bỏ. Nào, giờ chúng ta hãy đến với một số phân tích và giả thuyết như sau nhé. Thứ nhất, Zumi có thể là Asaka. Hãy bắt đầu với những gì chúng ta biết về Asaka. Cô ấy là một người phụ nữ được thuê làm vệ sĩ cho Amanda Hux một cách bí ẩn và là một chiến binh mạnh mẽ, khéo léo. Danh tính của cô ấy bị che đậy đầy bí ẩn kể từ sau vụ giết người. Cô ấy đã biến mất mà không ai biết cô ấy là ai và đã đi đâu. Bây giờ đến với Wakasa, cô ấy rõ ràng là một người mạnh mẽ, tàn nhẫn. Người thậm chí có thể bán hành cho Ray Popon trong chap 1054. Cũng có hai gợi ý được đưa ra. Đầu tiên là ở chương 954, khi Akai hỏi liệu có người nào cẩn thận, mạnh mẽ xuất hiện xung quanh Gian và Sunoko có tên là Asaka hay không. Và Sunoko đã trả lời rằng Gian là người gần nhất phù hợp với mô tả như vậy và gọi cô ấy là vệ sĩ. Từ điều này, chúng ta có thể cho rằng Asaka giống như Gian là một người có võ thuật điệu nghệ, nhưng vì họ tỏ ra tốt bụng nên sức mạnh của họ bị đánh giá thấp, giống như Wakasa vậy. Gợi ý thứ hai là vụ án giới thiệu của Wakasa xoay quanh những sự kiện chưa được giải đáp bắt đầu từ 10 năm trước. Và điều này giống với tình huống của Haneda Koji một cách kỳ lạ. Lý do cuối cùng khiến Captain nghĩ Asaka là Wakasa vì bản bức tranh từ chương 1072 nó giống với hình ảnh của Asaka trên blog một cách kỳ lạ. Cùng đến với giải thuyết thứ hai, đó chính là mối quan hệ có thể xảy ra giữa Zumi và Haneda Koji. Mặc dù chưa chắc chắn và chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng dựa vào một chi tiết trong chap 978, Captain nghĩ họ là người yêu của nhau. Lý do tại sao tôi không nghĩ cô ấy là em gái của anh ấy, bởi vì không có đề cập đến việc một em gái bị mất tích kể từ khi vụ giết người xảy ra. Với việc gia đình anh ấy giàu có và có thế lực, họ cũng sẽ ồn ào về việc con gái mình mất tích. Vì vậy, khả năng Wakasa có quan hệ huyết thống với anh ta là rất nhỏ. Tuy nhiên, nếu cô ấy là bạn gái của anh ấy hoặc chỉ là người anh ấy yêu, gia đình Haneda Koji có thể chưa biết về cô ấy. Trong chap 978, một vụ án kể về một vận động viên thể thao bay ra nước ngoài để tranh chức vô địch và bỏ lại bạn gái của mình. Theo suy nghĩ của Captain thì đây là một chi tiết Easter egg liên quan đến Zumi. Các sự kiện không giống nhau 100%, nhưng như gợi ý tinh tế cho ta suy nghĩ về trường hợp Haneda Koji từng đi du lịch nước ngoài cho một chức vô địch cờ vua và có mối liên hệ với Wakasa Zumi. Một điều nữa là sự so sánh giữa hồi tưởng của cô ấy với hồi tưởng của Judy về vụ giết cha của cô ấy. Trong Vermont Arc, có rất nhiều suy đoán cho rằng Judy có thể là Vermont và cô ấy là người giết người đàn ông trong ký ức của mình, nhưng thực tế không như vậy. Trong Arc của Zoom, nhiều người cho rằng Asaka là Zoom, nhưng điều đó cũng đã bị loại bỏ. Những ký ức của Wakasa Zumi về Haneda Koji dường như có ngụ ý rằng cô ấy là người đã sát hại anh ấy. Nhưng xét theo cách tạo hình nhân vật của tác giả Gosho thì trông ai càng vô tội thì càng đáng ngờ, và trông nguy hiểm thì ngược lại. Và Asaka cũng không phải là Zoom, kẻ sát nhân thực sự, mà theo giả thuyết của Asaka là Zumi thì nó lại càng chứng minh rằng Wakasa là người yêu của Koji, giống như Jody là con gái của người đàn ông trong ký ức. Thứ ba đó chính là Asaka. Theo giả thuyết là Zumi trở thành vệ sĩ của Amanda Hook như thế nào? Nếu Wakasa không nói dối về độ tuổi của mình thì cô ấy sẽ khoảng 20 tuổi vào thời điểm xảy ra án mạng. Có lẽ ở tuổi 20, thật khó có thể để tin rằng cô ấy đã từng là nhân viên chính thức của một công ty an ninh nào đó. Do đó, có thể cho rằng nếu cô ấy là người yêu của Haneda Koji và anh ấy biết về kỹ năng của cô ấy, anh ấy có thể đề nghị với Amanda rằng Wakasa sẽ giúp cục bảo vệ cô ấy trong thời gian họ ở Hoa Kỳ. Vì vậy, nếu đây là giới thiệu giữa bạn bè với nhau thì sẽ hợp lý tại sao gia đình của Amanda không biết gì về Asaka hoặc cách cô ấy đã được thuê. Đây chỉ là suy đoán, nhưng thật sự không thể nghĩ ra bất cứ giả thuyết nào khác tại sao không ai biết về lai lịch của Asaka. Sang giả thuyết thứ tư, chuyện gì đã xảy ra trong ngày Haneda Koji bị giết? Dựa trên blog đã tải lên, chúng ta biết rằng hai người đã thiệt mạng trong mỗi phòng khách sạn của họ, Haneda Koji và Amanda Hughes, một nhà đầu tư có quan hệ mật thiết với FBA và CIA. Trong khi đó, Haneda Koji có vết bầm tím có dấu hiệu vật lộn chống lại kẻ tấn công mình, và đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ấy. Cũng như với Amanda Hill, trên thực tế, nguyên nhân cái chết của anh ta là do ABTX4869, và điều tương tự cũng có thể được giả định đối với Amanda.
Cả hai căn phòng đều bị bỏ lại trong một mớ hỗn độn với đồ sành sứ và thủy tinh bị vỡ, cũng như vòi nước còn chạy trong phòng tắm. Amanda rất hâm mộ Haneda Koji và tình cờ đến thăm anh trong phòng của anh vào ngày xảy ra án mạng trước khi họ bị giết. Cũng trong ngày hôm đó, vệ sĩ của cô mà cô gọi là Asaka đã biến mất và trở thành nghi phạm chính của vụ giết người. Thật thú vị, một thứ khác đã biến mất khỏi hiện trường vụ án, đó chính là quân giáp của Haneda Koji, một mảnh sugi mà anh ta coi là bùa may mắn của mình. Gia đình anh ta tin chắc rằng anh ta sẽ không bao giờ đi đâu mà không có mảnh sugi, và kẻ nào có nó chắc chắn là kẻ sát nhân. Tất cả những lời buộc tội này đều nhắm vào Wakasa, bởi vì cô ấy không chỉ biến mất 17 năm và danh tính của cô ấy đã bị che đậy trong bí ẩn, mà cô ấy còn có mảnh sugi đã bị mất tích từ hiện trường vụ án. Vậy chính xác là điều gì đã xảy ra? Dựa trên thực tế là chỉ có cơ thể của Haneda Koji bị bầm tím, tôi có thể nói rằng anh ấy đã chiến đấu sau khi chứng kiến cái chết của Amanda. Khả năng anh ta dùng vòi trong phòng tắm của cô để cắt gương trước khi bỏ trốn về phòng nơi mọi thứ kết thúc là rất có thể xảy ra. Tại sao lại như vậy? Vụ án tương tự như 17 năm trước đã gợi ý điều đó. Các thần đoán, khi Amanda bị sát hại, có lẽ Wakasa đã ra ngoài vì lý do gì đó, và khi trở về, cô ấy đã nhìn thấy trạng thái của Amanda. Sau đó, cô ấy bước vào và nhìn thấy xác của Haneda. Lý do tại sao tôi tin rằng cô ấy phát hiện ra thi thể của họ và không tình cờ ở đó khi họ chết là phản ứng của cô ấy ở trong cháp 1032 với máu và kiến thức rõ ràng của cô ấy về việc thi thể không nhất thiết có mùi cho đến những ngày sau khi họ chết. Điều này rất có thể ngụ ý rằng cô ấy đã trải qua chuyện này trước đây. Đó là lý do tại sao cô ấy rất am hiểu về chủ đề này. Và mùi máu khiến cô nhớ lại khi cô phát hiện Haneda đã chết trong phòng của anh ta. Sau đó, cô để ý đến chiếc gương được cắt với một phần của nó trông giống như một mảnh sugi. Cô ấy nhặt nó lên, Zoom quay lại để dọn dẹp, và cuối cùng họ đã có một cuộc chiến trước khi cô ấy trốn thoát. Lý do tại sao tôi nghĩ Wakasa đã đánh nhau với Zoom là do cô ấy có vẻ đã kích động khi thấy ông ấy rời khỏi hiện trường khi giao sushi. Cách cô ấy nhìn Zoom với vẻ e ngại như vậy, nó thể hiện như thế cô ấy đang nhớ lại sự tương tác của họ trước đây. Cô ấy hóa ra là sai lầm của Zoom. Ông ta không thể kết liễu cô ấy, và không chỉ để lại kết thúc lỏng lẻo mà cô ấy còn bỏ chạy với một phần quan trọng trong thông điệp hối hận của Haneda Koji, khiến Zoom không thể phá hủy hoàn toàn hiện trường vụ án. Ngoài ra, Zoom cũng nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của nó đối với thông điệp sắp chết của Haneda Koji, đặc biệt là sau khi ông đây gợi ý của Conan trong chương 1057. Điều cuối cùng là hồi tưởng ở Wakasa về Haneda Koji trong chương 1033. Tại sao cô ấy lại gọi anh là đồ ngốc? Thật có vẻ dễ hiểu khi thấy ý nghĩa thực sự của câu tục ngữ mà Haneda Koji đã nói trong hồi tưởng của cô ấy. Câu tục ngữ mà ông ấy nói là quân giác nhìn xa trông rộng. Câu tục ngữ này có nghĩa là quân giác nên giữ một khoảng cách trong khi ngắm vào trại của đối thủ hơn là tiếp cận họ trực tiếp. Bây giờ chúng ta đã biết ý nghĩa thực tế của câu tục ngữ. Những lời của Wakasa đã có ý nghĩa hơn. Cô đoán rằng có lẽ anh ta đã đánh giá thấp Zoom và tiếp cận Zoom hơn là thoát khỏi ông ta. Do đó, tại sao Wakasa lại coi anh ta như một cái ngốc? Vì cuối cùng anh ta đã tự giết mình. Không phải vì cô ấy nghĩ anh ta là một cái ngốc, và cô ấy tìm cách giết anh ta. Một lần nữa, Gozo luôn biết người vô tội thành người nguy hiểm, nên sự thật là cô ấy đang vô cùng đau buồn trước cái chết của anh ta. Việc cô ngã xuống đất cho thấy Haneda có ý nghĩa thế nào đối với cô, cảm thấy tội lỗi khi không thể cứu anh ấy kịp thời. Đó là lý do tại sao ký ức về anh ấy lại kích động cô rất nhiều. Thứ năm, thông điệp về cái chết của Haneda Koji trực tiếp ám chỉ Zoom là kẻ giết anh ta như thế nào. Bây giờ, Zoom vẫn được xác nhận là Wakita. Tôi sẽ cho thấy thông điệp sắp chết của Haneda Koji đề cập đến Zoom, hay còn gọi là số 2 của Karasuma. Chìa khóa để giải quyết thông điệp nằm ở chiếc gương vỡ và liên kết của nó với mảnh Sohi. Akai và Suraku đã giải đáp được ý nghĩa thực sự đằng sau chiếc gương vỡ. Các mảnh còn lại trên chiếc gương có chữ P, T, O, N. Những chữ cái này không cần thiết, và những chữ cái quan trọng là những chữ cái nằm rải rác từ bản gốc Put on Mascara. Nếu chúng ta bỏ lại chữ P, T, O, N, chúng ta còn lại U, Mascara, sau đó được sắp xếp lại thành Karasuma. Tuy nhiên, một chữ cái cụ thể đã được cắt ra dưới dạng một mảnh sugi. Nếu chúng ta viết Karasuma với đường viền mảnh sugi xung quanh chữ U, có vẻ như nó đang ám chỉ một thông điệp khác trong Karasuma. Điều đó sẽ tạo thành một từ, Uma. Uma được dịch ra là Dragon House, là phiên bản nâng cấp của quân giác, mảnh sugi do Haneda Koji nắm giữ. Thăng cấp trong Sogi có nghĩa là cần lật miếng Sogi ban đầu để sử dụng sức mạnh thăng cấp của nó. Đó là cùng một miếng chứ không phải hai miếng Sogi riêng biệt. Dù sao đi nữa, tầm quan trọng của Uma là gì và nó liên quan như thế nào? Uma trong Sogi là mảnh Sogi mạnh thứ hai, Sogi mạnh nhất là Dragon King Ryu. Dựa trên điều này, chúng ta có thể cho rằng đây là thông điệp Uma của Karasuma, người mạnh thứ hai, số 2 hay còn gọi là Zoom, của Karasuma đã giết tôi.
Điều này cho thấy rằng thông điệp sát chết của Haneda Koji hướng thẳng đến Zoom. Tuy nhiên, không chắc bằng cách nào mà Haneda Koji nhận ra Zoom là số 2 của Karasuma ngay từ đầu. Có thể đó là trong cuộc đấu tranh chống lại anh ta trước khi chết, hoặc có thể anh ta đã tình cờ nghe được Amanda nói trước khi chết. Thứ 6, tại sao Wakasa biệt tích trong 17 năm kể từ sau vụ giết người? Theo giả thuyết của Captain trong phần 2, tôi tin rằng Wakasa đã đối đầu toàn diện với Zoom sau khi tìm thấy Haneda Koji bị giết. Và bây giờ, cô ấy cũng là nghi phạm chính của một tội ác mà cô không phạm phải. Nên dĩ nhiên, cô ấy sẽ đi trốn. Và sau khi thoát khỏi nguy hiểm trước một thành viên thuộc tổ chức, cô ấy có lẽ đã thay đổi diện mạo của mình. Điều này cũng được gợi ý trong vụ án Cháp 980. Có thể án chỉ thực tế rằng cô ấy đang cải trang hoặc phẫu thuật thẩm mỹ hoàn toàn. Đó cũng là lý do tại sao không thể chắc chắn rằng cô ấy có phải là em gái của Atsuhi Mirano, cha của Haibara dựa theo ngoại hình hay không. Trong thời gian cô ấy ở ẩn, có thể cô vẫn đang cố gắng điều tra tổ chức hoặc cố gắng tìm cách xâm nhập vào đó. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy chắc chắn đã có liên hệ với Kuroda 10 năm trước. Nếu cả hai đều điều tra cùng một lúc, thì rất có thể họ đã có những hướng đi khác nhau. Phản ứng của cô ấy khi gặp Kuroda lần đầu cũng giống như khi cô ấy nhìn thấy Wakita rời khỏi trường. Ngoại trừ lần này, cô ấy không sợ hãi mà nói lại với Kuroda. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã tiếp xúc với ông ấy trước đây và biết về ông ấy. Đồng thời, Kuroda nở nụ cười tự mãn khi biết Wakasa đang đi cắm trại, ngụ ý rằng việc cô ấy đi cắm trại không giống như việc họ đã gặp nhau trước đó. Sau đó, Kuroda hẳn đã trở thành nạn nhân của vụ tai nạn khiến ông hôn mê suốt 10 năm. Trong thời gian đó, Wakasa đã có thể đào tạo nhiều hơn nữa, cuối cùng đã gia nhập một bộ phận an ninh hoặc tình báo nào đó như FPS, FBI, CIA hay M16. Có những điểm tương đồng với nhân vật của cô ấy dựa trên Jody, người rất đáng ngờ trong phần Vermont, nhưng thực tế lại là một đặc vụ FBI. Một điểm tương đồng khác như việc Rory sống trong một căn hộ cao tầng mà Henry lưu ý là rất đắt tiền cho một giáo viên tiếng Anh. Wakasa cũng sống trong một tòa nhà đắt tiền. Một người chơi golf chuyên nghiệp thậm chí còn sống ở đó, nên tiền thuê chắc chắn không hề rẻ. Vì vậy, giả thuyết của tôi là Wakasa bắt đầu làm việc cho một bộ phận an ninh tình báo kể từ vụ tai nạn của Kuroda, và mục tiêu của cô ấy là điều tra tổ chức và đánh cắp thông tin về họ. Nếu giống như Haibara, cô ấy đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của tổ chức. Những điểm sau sẽ có ý nghĩa. Cô ấy nắm giữ một danh sách rất gần với các nhận nhân sử dụng IPT-X4869 có Kudo Shinichi trong đó. Cô đã tìm ra Mirano, Shiho và Hell Angle. Cô ấy đã phát hiện ra rằng Amuro là một đặc vụ của tổ chức. Đó là lý do tại sao cô ấy lại đấm vào anh ta để lấy mảnh Sugi, đặc biệt là sau khi Kobayashi Sensei giới thiệu anh ấy là thám tử. Cô ấy mô tả một người có Karasu trong tên của họ là một người khó tiếp cận và là một kẻ đầy âm mưu. Vì vậy, rất có thể cô ấy đã cố gắng xâm nhập tổ chức để đến gần ông ta. Lý do sự nhạy cảm về tổ chức của Haibara kích hoạt trong Cháp 987 là do Wakasa nhớ lại cuộc đối đầu của mình với Wakita đã khiến cô hư có mắt phải trong khi nắm chặt mảnh Sugi ám chỉ Zoom. Và đến với giả thuyết cuối cùng là lý do tại sao Haibara lại thích Wakasa Zumi. Chưa thể chắc chắn rằng Haibara có quan hệ gì với Wakasa hay Wakasa là em gái của Uhi Mirano dựa theo vẻ bề ngoài, vì có thể cô đã phẫu thuật thẩm mỹ hay ngụy trang. Nhưng hãy quay lại một chút. Khi Okira Subaru lần đầu xuất hiện, Conan đã vô cùng tin tưởng vào một nhân vật có vẻ rất đáng ngờ. Hóa ra đây là do Akai cải trang thành và Conan là kẻ chủ mưu đằng sau việc này. Haibara có thể không phải là chủ mưu đằng sau tình huống của Wakasa, nhưng tôi đoán cô ấy biết điều gì đó về cô ấy mà chúng ta không hề biết, và nó có thể sẽ được tiết lộ sau này. Đến đây video cũng kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và cho mình xin một like và một subscribe để mình có động lực làm những video sau nhé. Hay mọi người có thích làm về một list danh sách về tập truyện, tập phim về Conan, muốn review rõ về những vụ án nào thì hãy comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.